Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy may mắn. Trong suốt thời gian qua thì Phong thủy may mắn đã nhận được rất nhiều góp ý và phản hồi của quý vị khán giả về việc xây nhà năm nào hợp, xây nhà năm nào thì tốt, tuổi em ở hướng nào thì hợp và rất nhiều câu hỏi khác. Các bạn thân mến, việc lựa chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi đồng thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc làm vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy trình vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả muốn biết năm 2021 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào, động thổ thì cát, xây nhà vào năm tháng ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà vào năm 2021. Phong thủy may mắn đã liên hệ với các thầy phong thủy lão làng trong nghề về việc xây nhà năm 2021, được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, Phong thủy may mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Trước khi làm nhà động thổ, cải tạo, xây cất, sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 phải xem mình có phạm tuổi đại kỵ không, đó là tam tai, hoang ốc, kim lâu. Bởi vì phạm vào ba đại kỵ trên, nếu gia chủ mà làm nhà thì sẽ bị hạn tam tai. Gia chủ đang phân vân tuổi 1981 xây nhà năm nào và chọn đúng trùng năm với tuổi hạn tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu và không may mắn. Vận xui xẻo sẽ đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay là các tai họa không thể lường trước được. Còn hạn kim lâu, nếu gia chủ tuổi Tân Dậu năm 1981 mà làm nhà, xây cất nhà vào năm kim lâu thì quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn về hạn hoang ốc, gia chủ tuổi Tân Dậu mà làm nhà, xây cất nhà cửa vào năm hoang ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt, lạnh lẽo hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng với trong nhà. Tuổi Tân Dậu 1981 năm 2021 không bị phạm kim lâu nhưng bị phạm hoang ốc và tam tai nên việc xây nhà không được cát lợi. Quý anh chị cần phải liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn về việc mượn tuổi động thổ làm nhà để được đắc cát nhất. Tiếp theo ta sẽ xét đến vận đất. Theo lưu niên mỗi năm, các thiên tinh đáo đến khác nhau nên những ảnh hưởng trực tiếp tới từng hướng nhà và từng tuổi xem xét cụ thể như sau. Tuổi Tân Dậu 1981 nam mệnh khảm thủy có bốn hướng tốt là bắc phục vị, đông thiên y, nam diên niên, đông nam sinh khí, còn bốn hướng xấu là tây họa hại, tây nam tuyệt mệnh, tây bắc lục sát, đông bắc ngũ quỷ. Hướng bắc gồm có ba sơn nhâm tý quý 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2021 sao nhị hắc bệnh phù đáo đến. Vì vậy, việc xây mới hay tu tạo sửa chữa hết sức lưu ý. Tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà hướng bắc thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn hướng đông gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà tọa hướng đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp năm 2021 bị phạm vào Mậu Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của Phong thủy may mắn để có thể lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng đông. Tuổi 1981 Tân Dậu xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, hướng đông bắc, tổ quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn.
Về hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng Phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi xây mới thì cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tòa Nhâm hướng Bính xây mới năm 2021 rất tốt. Tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Đoài. Chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó khăn kết hôn thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng pháp khí trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng Đông năm 2021 không nên xây mới là sửa chữa. Tuổi 1981 Tân Dậu Nam Mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, xếp vào hàng đại cát tài lợi, vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc mộc hướng Đông tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Còn nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Xét đến hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận giáp, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt. Vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt, xây được trong năm nay thì nên xây. Người tuổi Tân Dậu 1981 mà ở nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng bị phạm họa hại mà là sao Lộc Tồn thuộc Thổ hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi về hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để hóa giải. Theo hướng dẫn, có thể giải được cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Dậu. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Tân Sửu, Thái Tuế, Tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay là sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà hướng Tây Nam thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981.
Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn Tuất Cản Hợi 292,5 đến 337,5 độ năm 2021 Tân Sửu Phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất tọa Tốn hướng Cản Phạm Mậu Long Biến Vận Sát nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Tân Dậu 1981 nam mạng xây nhà hướng này phạm lục sát thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tương quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này, phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Tân Dậu đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long Biến Vận Sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Với nam mạng Tân Dậu 1981, xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc Hỏa, tương quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 đang ở nhà hướng Đông Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Đối với nữ mệnh sinh năm 1981, Tân Dậu, Cấn Thổ có 4 hướng tốt đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí, 4 hướng xấu đó là Nam Hỏa Hại, Đông Nam Tuyệt Mệnh, Đông Lục Sát và Bắc là Ngũ Quỷ. Hướng Đông Bắc thì gồm có Ba Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long Biến Vận Sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà vào hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế luân đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ năm 2021 Tân Sửu Phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất tọa Tốn hướng Càn Phạm Mậu Long Biến Vận Sát nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp được Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Tây gồm Ba Sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long Biến Vận Sát, vì vậy không nên xây mới hay là sửa chữa bất kể là bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, nên nếu chuẩn bị về kinh tế tốt xây được năm nay thì nên xây.
Tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp được hướng, được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp chấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cắt lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Còn hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu Thái Tuế tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay là sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Tân Dậu 1981 nữ mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tự quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ có thể hóa giải. Còn việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn xét tới hướng Nam gồm có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, 107,5 đến 202,5 độ. Năm 2021, sao Nhất Bạch Đáo đến, Nhất Bạch Tài Tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý, hướng Ngọ tọa Quý, hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Người tuổi Tân Dậu mà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hóa hại là sao Lộc Tồn thuộc Thổ, hướng Tây Nam tự quấn là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà hướng Đông Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào Tuyệt mệnh. Mà Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tự quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Tân Dậu 1981 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp chấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cần phải có phương pháp chấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Dậu. Hướng Đông gồm có ba sơn Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn nhất của năm nên việc xây mới cần hết sức phải lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông.
Tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tương quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này, phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Tân Dậu đang ở nhà hướng đông rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Đối với hướng Bắc thì gồm có Ba Sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phủ đáo đến, vì vậy việc xây mới hay là sửa chữa cần hết sức lưu ý. Năm 2021 hướng Bắc là tốt nhất để xây mới, vì vậy nếu có điều kiện thì anh chị hãy tận dụng xây mới trong năm nay. Với nữ mạng Tân Dậu xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái thì khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế bố cục phong thủy theo sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào do hung họa sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Tân Dậu 1981 đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Dậu 1981. Năm 2021, Tân Sửu hầu hết các hướng đều phạm Mộ Long biến vận sát. Mộ Long biến vận sát là sát khí của Hồng phạm ngũ hành, khi nạp âm của Thái Tuế khắc nạp âm của Mộ Vận Long tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm thấy, khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí của gia đình, quan vận sự nghiệp thì trắc trở, ly hương. Năm 2021, Tân Sửu nạp âm Thái Tuế là Thổ khắc Mộc, vận Thủy, Nhâm Thìn nạp âm Thủy. Các Sơn, Giáp, Dần, Thìn, Tốn, Tuất, Khảm, Tân, Thân, Sửu, Quý, Khôn, Canh, Mùi năm 2021 không khai sơn lập hướng. Thái Tuế sát là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thị phi, quan tai, tật ách nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí Sửu lên. Năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí Sửu trên la bàn, nên không xây mới hay là tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Về tam sát, có kiếp sát, tai sát, tuế sát. Năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với Ba Sơn, Dần, Mão, Thìn, chủ tai họa, là sát khí của năm cần kiêng kỵ nhà mới, phần tọa phạm những sát này. Bởi khi phạm tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba sát một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm 2021, những nhà Tân Sửu có Sơn, Dần, Mão, Thìn không nên xây mới, cũng hạn chế tu tạo, sửa chữa tại phương này để tránh tai họa. Xét tới Mậu Kỷ Đô Thiên, Mậu Kỷ Đô Thiên là sát từ trung cung khí sát của thiên can Mậu Kỷ thì hàng năm ong không bay về phương Mậu Kỷ tìm mật. Mậu Đô Thiên sát nam mệnh, Kỷ Đô Thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ Đô Thiên tai họa là lớn nhất. Năm 2021 Tân Sửu, Mậu Kỷ Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn Tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất Hợi, tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Còn Ngũ Hoàng Đài sát cũng là sát khí của trung cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng. Đây là thiên khí sát vận đại hung, không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay là tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn hại quan vận, sự nghiệp thì trắc trở. Năm 2021, Tân Sửu Ngũ Hoàng Đại sát đến phương Đông Nam tuyệt đối không xây mới hay là tu tạo sửa chữa. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa, các cụ nhà to ngoài sử dụng xem giờ ngày động thổ, còn sử dụng phương pháp trấn trạch, chi bảo,
Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa đảm bảo cho căn nhà, cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà thì được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp những người ở trong nhà được bình an và may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để tăng cát khí cho ngôi nhà. Còn trong trường hợp gia chủ ở nhà không hợp hướng bị phạm vào họa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh. Ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để hóa giải. Trên đây, Phong thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị về việc tính toán xây mới sửa chữa các hướng nhà năm 2021 cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay là sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam. Còn hướng Bắc thì xây đại cát. Các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ xây mới hay là sửa chữa thì cũng rất cát lành. Việc xây nhà lựa chọn thời điểm chọn năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không thì chúng ta cần phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ và tư vấn về bố trí, bố cục và nội thất phong thủy hợp để có thể hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ phong thủy may mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn có nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống.